pha. Một điểm xanh xe đài, đỏ hạn một điểm xe đài, đỏ xanh hơi một điểm. Thứ nhất, các bạn làm giải võ cổ truyền vô địch. Đỏ đá chân phải. Công nhận đòn đánh giá cho bài xanh. Rất hay. Rất thiệt lực có bài. Đòn quay sau chống hậu công hậu của các đài xanh và liên tục đập chân tay hiệu quả. Ra đòn liên tục các đài đỏ xanh đánh rất hay. Cứ lệch pha, cứ lệch pha. Rất yếu, không ăn đòn được, dịch sau quá nhiều. Tài lại cho tiếp tục trận đấu. Đánh tình cảm thắng. Chênh lệch nhau quá lớn, các đài xanh ra đòn rất hiệu quả. Nhiều người. Nhường rồi, không đánh rồi, không đánh, không đánh. Tiếp thầy, tiếp thầy. Đòn đá. Rất hay, rất cao, rất hay, rất tốt, rất tốt. Rất hay, rất cao, rất hay, rất tốt, rất tốt. Rất đẹp rồi. Hết điểm 1 cho tranh lệch về kỹ thuật. Kỹ thuật quá lớn. Chỉ đạo viên của mình đề nghị dừng trận đấu. Đài xanh cũng quay ra đánh kỹ thuật xứng đáng, đánh hay quá. Xanh thắng, Quốc Oai thắng nhỉ em nhỉ? Quốc Oai em nhỉ? Quốc Oai nhỉ? Quốc Oai nhỉ? Hay quá trận này, hay quá.
Thầy sung lời là Phạm Trần Thanh Thắng.